xin chào các bác cô chú chị. Lâu lắm mới lại làm cái phóng sự thì chính cái nơi mà làm nên cái tên tuổi đến các bác biết đấy, em là chợ Vạn Phúc, thì chợ Vạn Phúc Hà Đông ấy, thì bây giờ là đang có cái hội chợ tuần lễ làm cái trưng bày giao lưu sinh vật cảnh để chào mừng cái làng cái tuần lễ văn hóa của làng Vạn Phúc ấy các bác. Đây này, cái biển hiệu trong này nó có rất nhiều cái hoạt động, nhưng mà bonsai cái cảnh là một trong số những hoạt động để chào mừng đấy, thì xin phép được làm một số cái video chia sẻ với bác nha. Đầu tiên là nó có ở bên ngoài này, ở bên ngoài chỗ nhà ông Lập ngày xưa bán cây ấy, thì có cái cổng chào và có cái hồ cá rất là đẹp. Bên trong này là khu vực bày cây bonsai đẹp. Vâng, ra cháu vừa mới trên phố về đấy, tranh thủ tí lại phải đi làm cơm. Vâng, bố đi ăn cơm đấy. Đấy thì nó có cái khu bày thảm đỏ bên trong này, là khu mà chỗ con ông Lập ngày xưa ông bán cây ấy, thì bây giờ giải tỏa chỗ đấy để bày bonsai đây. Thì rất nhiều tác phẩm hoành tráng này, để vào dần dần vào xem các bác nhé. Đầu tiên là bày ở ngoài. Đây các bác, từ bên ngoài ngay ở chỗ mà bàn tiếp khách đây, khu vực có cái rạp tiếp khách đây, bên ngoài lại có một số cây cũng tàn tạ thôi, bên trong thì thảm đỏ thì cây nó sẽ nét hơn. Mình cứ từ từ đi từ bên ngoài vào bên trong các bác, chả gì để vội. Bên ngoài này thì nó cũng như là chợ ngày thường, có những tác phẩm nó nét hơn một chút, cây xi cũng khá là dài, cây xanh. Xanh. Đây là cây của khán rong đây, chân châu, chân châu, canh châu, đấy, cây ba tỷ đâu đấy. Hôm nay thì xin phép là trưng bày thì có những cái số điện thoại thì các bác cứ alo thôi, nhưng mà nó như là một cuộc triển lãm thôi các bác. Cây chân châu, canh châu ấy. Không biết là của bác nào đây. Đang tầm là trưa, tôi tranh thủ chạy từ cơ quan ra mà quay một tí rồi xin phép lại chạy đi. Cây chân châu, canh châu hay là tước mai là tên của Trung Quốc hay gọi. Đấy, một cây đáng chú ý. Nhìn cái xì của Trung Dâu rồi, xin xếp mấy cây của Trung Dâu rồi. Chú bán cả cái món này à? Chú ấy riêng đây. Hôm nào rảnh cho lên vườn chơi. Trong kia còn nhiều lắm, đi từ từ. Ngoài này xin phép đi lướt số cây của Bắc Trung thì đã lượt lên sóng một số lần rồi. Hồng Ngọc Mai. Rất nhiều Hồng Ngọc Mai. Chưa ăn anh? Đi thôi. Em tranh thủ tí lại phải chạy đi luôn. Đang bận đi làm. Đây à, ngoài này là của anh đúng không? Nhìn thấy quen rồi. Cứ đi từ ngoài vào trong rồi. Lâu lắm không ra chợ. Vâng, toàn ở xa quá không về được. Bày được mấy hôm rồi đấy anh nhỉ? Được mấy hôm rồi? Gần chục ngày. Đẹp quá. Là bên ban tổ chức luôn đấy đúng không anh? Các cụ đi đâu hết rồi? Chắc nghỉ trưa. Đấy. Rồi. Trong quả rủi đấy. Nhật Bản. Đem cái video clip.
Các cụ là mấy mấy tháng gần đây nhiều triển lãm quá. Xanh đại thụ, lán đại thụ, xoàn. Em là một phôi xanh trắng làng trồng trong vực đầu anh ra được. Cho đi ở luôn. Linh tinh Linh tinh là cây nhỏ. Điền. Giấy giấy tí. Ngoài này thì nó vẫn hơi hướng chợ một chút. Làng xanh làng làng. Đang chỗ ông Lập ngồi bày cây ngày xưa thì bây giờ dẹp đi để làm ở đấy có một cái cổng chào và làm một nguyên một cái hồ cá đấy rất là đẹp, rất là nghệ thuật và gối cầu đi vào. Trong này cứ vào ngắm gần được mênh mông này, cứ từ từ mà đi vào. Si cổ chỗ này thì thực tế là quanh lướt thôi. Cái nét chắc phải vào bên trong kia. Giấy tí. Bên ngoài thì vẫn mang phong cách của chợ của các bác đi chợ hàng ngày một chút. Đường sàn quá dài. Cái xanh này giờ làm thì cũng hay đấy. Thế là giờ làm cũng hay. Nhà thì chả có ai trông được kìa. Trông như rất nhiều hồng một mạng. Đấy, các bên tặng hoa nhé. Rất nhiều. Đây có cái phi lao. Bắt đầu có biển có tên là có đánh dấu các bác nhé. Đây. Biển thì nó cũng giấy bình thường nhưng mà được bọc trong cái ni lông để chống mưa ướt. Có tên và có cái tiêu đề đây. Và số điện thoại của người chủ cây. Cây phi lao trong cái bể cổ bể đắp tay ấy. Đấy. Bắt đầu những cây có bày trong thảm kia là có tên có tuổi, số điện thoại liên hệ. Các bác cứ thế mà alo này, nếu mà kết thực sự là nghiêm túc thì alo nhá. Đấy, cái gì nào đúng tại chỗ bãi con ông Lập ngày xưa là bày bán hàng đây, nhưng mà đã bị giải tỏa dẹp đi để phục vụ cái mục đích của Vạn Phúc chính quyền. Lao thì rất là già rồi, ôm đá khá là nghệ thuật. Này, dưới này chắc là cá kiếp tung tăng những vui. Thôi xin phép để vào bên trong có rất là nhiều các bác. Đây này,
Tùng chào là hai con Tùng La Hán. Hai con Tùng La Hán thì xin phép nó hơi to. Đó là Tùng La Hán. Chào quý khách hai con Tùng La Hán. Đây. Và khu vực tiếp khách vẫn bày trí tổ hiệu của mục đích của cuộc triển lãm là ở đây giao lưu trưng bày cây cảnh nghệ thuật tuần văn hóa du lịch làng nghề Vạn Phúc đấy các bác. Đấy, ngoài kia bày bán rất là nhiều thứ từ đồ mỹ nghệ cho đến đại loại là quần áo các thứ đầy đủ hết, nhưng mà quan tâm chính của em các bác chắc là chỉ là bonsai thôi các bạn. Để xin phép đi vào quay chi tiết các bác nhé, quay chi tiết em sẽ làm cái video về phía cánh phải này, cái khu vực phía giữa này và phía cánh trái đây. Vâng, rồi xin phép được đi từ cánh phải vào trước các bác nhé.